Hai tên đã bị loại, và chắc chắn sẽ là ba tên tiếp theo. Nhưng điều tôi cần lưu ý với ông là dấu hỏi cần giải đáp ở cuối bản báo cáo. Còn cái tên chưa biết đó vô cùng nguy hiểm. Nó gần như chạm tay vào được các kế hoạch của chúng ta. Cho nên ông phải chỉ thị cho Năm Tài Tư Sang phải mau chóng tìm ra hắn. Quy mong không bằng đâu. Nó có thể là Tấm Tâm không Năm Tài. Tôi cũng đương đau đầu về câu hỏi đó. Tám Tâm chưa hề biết hai thằng Hường Hứa là chánh trị viên cộng sản. Điều này có thể xác định được qua lời kể của Ba Búa và cả báo cáo của thằng Hội nữa. Vậy thì là ai? Anh Tư, tôi có cách này. Nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể theo dõi Tám Tâm, vừa trước mắt có thể khoanh vùng được những tên có ý hướng chánh trị thân cộng sản. Ví dụ như hai cuốn sách này. Anh Tám nói không thích đọc sách chính trị, nhưng còn anh em khác, nếu có ai mượn, anh nên ghi tên vô sổ để nhắc nhở khi họ quên trả. Dạ, tôi hiểu rồi Năm. Sau ngày Việt Nam độc lập, vua Bảo Đại đã trao ấn kiếm thoái vị và nói: "Trẫm thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ." Nhưng trong một chuyến công du Trung Quốc, cựu hoàng đã ở lại Hồng Kông và ra một tuyên bố khác: "Nếu sự hiện diện của tôi có lợi ích cho mối giao hảo Việt Pháp, tôi sẽ sung sướng mà trở lại Việt Nam. Tôi không hoạt động cho Việt Minh hay cho một đảng phái nào cả." Với tuyên bố trên, cựu hoàng Bảo Đại và chiêu bài chủ nghĩa quốc gia đã chính thức trở thành giải pháp chính trị mà thực dân Pháp sẽ sử dụng để chống lại Việt Minh về sau, và làm động lực cho các lực lượng Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Cao Đài bên cạnh quân Pháp đánh lại Việt Minh ở khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, thánh thất tơi bời, thiên nhãn nát tan, căm gan lũ giặc dã man, xót thương đạo hữu lệ tràn thấm mi. Nguyện cùng thiên hạ chân tri, thù kia chưa trả, oán ghi muôn đời. Vậy đó thầy Tư, lời ta than của tín đồ đảo Cao Đài hỏng kê xiết, tòa thánh Ngọc Minh đổ nát, bao nhiêu đạo hữu đã bỏ mạng sau trận bom của giặc Pháp ở dòng 4,
vậy mà ở Tây Ninh người ta lại dẫn súng Tây và nói với giáo hữu là để bảo vệ đạo. Tôi muốn tìm gặp thầy Bãi Chơn và thầy Tư là gì vậy? Dân danh đạo, người ta đã dẫn dắt tín đồ đi sâu vào con đường lầm lạc. Tôi hiểu rồi. Để tôi tìm cách nhắn anh Bãi Chơn về cho giáo hữu gặp. Tôi e là không kịp đâu thầy Tư. Khi biết tôi có ý định tìm về chiến khu dòng 4 theo lời kêu gọi của cao đài 11 phái hiệp nhất của ông Cao Triều Phát, người ta đã khép tôi vào tội phản đạo. Tôi vậy sao giáo hữu? Thầy Tư, tôi còn muốn nói điều này với thầy Bảy và cả với thầy Tư nữa. Tôi theo đạo vì muốn chọn con đường tu hành để cầu nguyện cho ba tánh thời tam kỳ phổ độ như thiên cơ đã dạy. Và tôi nghiệm ra rằng điều cần phổ độ không ở đâu xa, mà trước mắt là làm sao cho đất nước này thoát được ách nô lệ của thằng Tây. Nhưng trước sức mạnh của giặc Pháp, tôi nghĩ mình phải dựa vào ai đó. Thế là thời cơ giật vào, tôi theo lòng những mong là người da vàng sẽ thấu hiểu nỗi đau vì cùng là da vàng dược tiểu. Ấy vậy mà sai lầm của tôi là muốn dựa vào một ngoại bang này để thoát cách ngoại bang khác. Thầy Chơn đã nói đúng, điều đó là không thể. Không bọn thực dân nào thực tâm muốn mình độc lập, dù trắng hay vàng. Và bây giờ tôi lại càng đau lòng khi chứng kiến thêm một sai lầm nữa. Dẫn xuống Tây, họ đã rơi vào cái bẫy hư thần, vô thật, quốc gia, cộng sản, gây nên cảnh nồi da sáo thịt ngay trong lòng dân tộc mình. Thầy Tư, hãy vì đạo mà nói cho các đạo hữu biết rằng lầm lạc đi ngược lại quyền lợi của dân tộc chỉ làm nô lệ cho ngoại bang mà thôi. Giáo hữu, tôi sẽ làm, tôi hứa. Còn thầy Bãi, tôi nhờ thầy Tư nói lại giùm tôi lời xin lỗi về chuyện sau cái ngày tháng 3 năm Ất Dậu. Thôi, tôi đi nha thầy Tư. Đêm hôm vậy, thì giáo hữu ở nắng lại đây. Thầy Tư ở lại mệt giỏi.
gần cuối năm 47, những tín đồ đạo Cao Đài đã tập hợp lại thành một tổ chức mang tên Cao Đài Cứu Quốc 12 Phái Hiệp Nhất. Trong đó có một phái của những người thuộc phái Cao Đài Tây Ninh. Họ tự tách mình ra khỏi tòa thánh, xưng là phái Cao Đài Tây Ninh Trung Thành, cùng đoàn kết với 11 phái Cao Đài yêu nước khác, đi tiếp con đường hành đạo cứu quốc. Trốn trong xóm thôi, không đi đâu xa đâu anh ba. Vô đây đi. Lên đi. Tao nghi nó trốn ở trong này. Nó không dám liều vậy đâu. Nhà ông Năm mà. Vô hay ông tôi coi. Ông Năm ơi. Ai đó? Cứ xô cửa vô đi. Tụi tôi đương lùng bắt một thằng Việt Minh. Nãy giờ ông Năm có thấy động tĩnh gì không? Có, nghe chó sủa mấy chập. Mà tao có ngủ nghe gì được đâu, mới ra thắp cây nhang đó. Nhưng cái thằng tụi bay rượt á, nó tội gì mà đêm hôm vậy bay phải đi bắt? Ông Năm, bà con của mình bây giờ không chấp nhận tụi Việt Minh như trước nữa. Ba Quýt à, mày nói vậy, nhưng tao vẫn luôn nhớ lời thầy dạy. Trong tứ điều ân nghĩa thì ơn đất nước làm đầu. Nếu không có Việt Minh thì dân mình đâu có được ngày độc lập. Thôi rút tụi bay. Làng chàng ở đây thằng đó nó kịp trốn mất à. Tới rồi anh em, trạm gác ba chuyền trước mặt kìa. Phải Tư Đăng đó không? Phải rồi, Tư Đăng đây. Hồng Anh, đưa đoàn xuống như bảo vệ đức thầy. Ừ. Ba chuyền, đưa tôi tới gặp anh Mười và đức thầy, có chuyện gấp. Anh Tư lên đi. Khắp bốn tỉnh miền Tây, tình hình lộn xộn lắm. Anh em tương tàn, nồi da sáu thịt, hàng trăm người chết lận thầy ơi. Thôi, đường xa mệt rồi, con đi nghỉ đi. Dạ, xin phép thầy con lui. Chào anh Mười.
tâm trần già, chung nước lạnh một nhành bông. Tôi đã hướng tâm mình tới sự đơn giản và thuần khiết nhất, vì vốn dĩ đạo là như vậy mà. Và rồi lúc ở Thất Sơn, khi đã ngộ ra được tứ điều ân nghĩa của Phật Thầy, cảm phục các hiền thủ Trương Đình, Thủ Khoa Quân đã lấy ân đất nước, ân đồng bào làm trọng, để chiêu mộ người dân nổi lên chống Pháp, thì tôi đã quyết dốc lòng lập đạo. Anh Mười, lập đạo vì tôi mong đem tứ điều ân nghĩa đó để thấm nhuần trong mỗi tín đồ hòa hảo, chứ nào phải để cái cảnh cốt nhục tương tàn như bây giờ. Thầy tôi nói phải. Khi tôi cùng anh em lập Cửu Long Chính Rồng để đánh lại bọn làng lính chống Thuế Thân, hay sau này lập bộ đội Bà Quẹo rồi chia đội 4, tôi và anh em đã gắn bó tới cùng vì chung ý muốn hợp lực đánh Tây. Và tôi đã nghiệm ra một điều là mục đích sẽ gắn chặt con người ta lại với nhau khi nó mang lại lợi ích cho hết thảy mọi người. Chung sức đánh Tây, giành độc lập vẫn luôn là cái đích của dân mình, phải không anh Mười? Tôi phải về thôi anh Mười. Tôi sẽ về với tín đồ của đạo. Trách nhiệm là của tôi, một giáo chủ và cũng là một ủy viên đặc biệt của Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ nữa. Nhân vì cuộc tranh đấu cho Tổ quốc còn dài, cần nhiều nỗ lực, hưởng ứng lời kêu gọi đoàn kết của Chính phủ Trung ương, tôi quyết tham gia hành chánh với mục đích: một, để tỏ cho quốc dân và chính phủ thấy rằng chúng tôi chủ trương thống nhất lãnh thổ và độc lập quốc gia. 2. Để biểu dương tinh thần đoàn kết của dân tộc, hầu mau đem thắng lợi cuối cùng. 3. Để tỏ là chúng tôi không khi nào có tham vọng cao sang, dương bá hay vì niềm riêng mà hờ hững với phận sự cứu quốc. Đó là lời tuyên bố của giáo chủ Hậu Quỳnh ngày 14 tháng 11 năm 1946, một tháng sau khi ông nhận chức ủy viên đặc biệt trong Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ. Báo cáo tiếp đi, ông Lâm Ngọc Đường. Ngày 29 tháng 11 năm 1946, trong bài phỏng vấn của báo Nam Kỳ, giáo chủ Hậu Quỳnh cho rằng những xô xát ở miền Tây là do những kẻ mượn danh ông Trần Văn Soái bóc lột lương dân. Về vấn đề này, tôi muốn nghe ông Thành Nam báo cáo. Thưa thiếu tá, thật sự những vụ xô xát ở miền Tây
là nhờ chúng ta khoét sâu vào lòng thù hận giữa Hòa Hảo với Dực Minh thông qua các đệ tử như Năm Lửa, Ba Cục, Hai Ngoán, Ba Ngộ, và nhờ vào sự vắng mặt của Huỳnh giáo chủ. Còn những suy nghĩ của vị giáo chủ họ Huỳnh này chúng ta chưa biết chắc, nhất là hiện giờ khi ông ta đang chuẩn bị để trở về miền Tây. Về miền Tây à? Vâng, thưa thiếu tá. Về với tư cách ủy viên đặc biệt hay với tư cách giáo chủ cũng đều không có lợi cho chúng ta, trừ khi chúng ta làm được một điều là đẩy vị giáo chủ họ Huỳnh này vào đỉnh điểm của sự xung đột, vào giữa làng đàn của lòng hận thù. Châm thêm lửa vào chảo dầu đương sôi, phải không, thưa thiếu tá? Đúng vậy. Số phận một con người sẽ thật mong manh giữa hai làng đạn đó. Ông Thành Nam, ông hãy thông báo cho các thủ lãnh quân sự Hòa Hảo rằng chánh phủ quốc gia sẽ ủng hộ cuộc đấu tranh của họ với Việt Minh Vô Thần. Cụ thể là họ sẽ được trang bị thêm vũ khí và tài chánh.